chính quyền thành phố Phổ Yên, phường Tân Phú là nơi có hơn 400 hộ dân và hơn 1.500 nhân khẩu và hầu hết thì đã được di dời đến nơi an toàn. Hiện nay lực lượng chính quyền tiếp tục vào hỗ trợ và vận động những người dân còn ở lại. Hại hoa màu các thứ vừa mất công trồng thối lát hết rồi, lâu rồi không nụt mía, bây giờ thiên tai thì cũng chả biết thế nào, lửa mới nước thì tránh là nó cũng hốt đấy, nói chung là cũng sợ. Qua công ty vẫn bảo đi làm ấy, bảo lên ký túc xá hỗ trợ nước này nọ, nhưng mà bây giờ mình đi con cái ở nhà không ai lo cho, thôi xin nghỉ thôi, bây giờ không lương cũng phải nghỉ, con cái ở nhà ai chăm lo cho đâu, nên là thôi cứ qua mấy ngày này xem tình hình thế nào. Hoa màu các thứ này khác rồi, trắng tay rồi, không còn cái gì nữa. Lũ như thế này thì chúng tôi đánh giá là phải trong vòng từ lúc năm 2001 đến nay là 23 năm. Thì đây là một trận tiếp theo rất là lớn mà chúng tôi nhận định có thể lượng nước sẽ lớn hơn báo động cấp 3 khoảng từ 50 đến 70 phần. Theo chỉ thị từ đồng chí Bí thư Thành ủy là chúng tôi bắt buộc tất cả những hộ dân mà nằm trong nguy hiểm là phải cưỡng chế, chứ không phải để cho người dân tuyên truyền nữa. Và hiện nay chúng tôi đang tiếp tục cho lực lượng đi xuồng vào các khu vực nguy hiểm, là chúng tôi yêu cầu cưỡng chế người dân để cho ra nơi ở an toàn. Và chúng tôi đã chuẩn bị cả lương thực cũng như cho người dân ra nơi an toàn thì đều được có hậu cần và chăm sóc từ nước uống đến ăn uống đảm bảo. Thank you.